Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ là hai bố con mình tiếp tục vào trong cái chỗ kia để đi chặt hoa chuối nhé mọi người nhé. Rồi hôm nay hai bố con mình về bắt cua ở trong kia về, xong là lại tiếp tục vào trong cái khe bé kia đi chặt hoa chuối. Thế nên đi tìm con cua ở cái đoạn chết thế này nhé mọi người nhé, trên tít trên kia luôn. Đi. Trên này là rừng dài hết nha mọi người nhé, trên đỉnh là rừng dài hết này. Đi. Đi 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 đi. Chặt hoa chuối đó. Có đường đi không đấy? Thật đấy. Trời lại sắp mưa rồi. Đi sang bên này đi. Sang bên này cơ mà. Có hoa chuối, kia có một quả hoa chuối rồi nhỉ. Hoa chuối à? Ừ. Thấy cái kia. Hoa chuối à? Hả? Có chuối à? Có chưa? Có rồi. Đấy. Xong mình đập lấy cái hoa xuống. Đấy, đã nén rồi. Tìm đá đi, nhà đá lên đi. À, vào trong kia đó, đá cho trong kia có nhiều. Trong kia cho có nhiều. Chưa chín đâu. Chưa chín đâu. Chưa. Thế nhà đá lên đi. Ở đâu? Ừ đúng rồi nhỉ. Suối này cho có cua đấy mọi người ạ. Tí nữa mình lấy hoa chuối lại trên này xong bắt đầu mới lập đá tìm cua dưới này nhé mọi người nhé. Đấy. Bây giờ cứ lên trên này đã. Ôi. Đá có đá nhiều không? Đấy. Đá nhiều. No. Không có đá nhiều nhỉ. Cái gì nhá. Đây mọi người ạ. Có một hoa chuối ở trên này rồi. Đây, trên kia. Bây giờ là hai bố con mình bắt đầu là nén. Lấy đá nén để nó dưới xuống đi. Bởi vì là cũng không dám chặt đâu nhé mọi người nhé, mình chỉ lấy mấy hoa nó thôi nhá. Nè, ui, tìm đầu này chứ.
không ném xuống kia đi. Từ từ. Hả? Ô, dưa luôn à? Đi nhặt về đây. Ở đâu đấy? Ủa đây. Bây giờ đưa vào mọi người ạ. Đấy. Vẫn còn non chứ. Hơn non cứ mang lên tí bóc vỏ ra đi. Hãy bố coi mình đã tìm được một quả hoa chuối ở đây rồi mọi người nhé. Đây toàn là chuối hết mọi người ạ. Đây. Mình chỉ lấy mỗi cái hoa thôi. Đây mọi người này, đây một quả hoa chuối nha mọi người nhá. Đây. Tỏ lắm hoa này. Được rồi, bây giờ là tí nữa mình lại tiếp tục lên cái đoạn trên này đi tìm hoa chuối trên này nhá mọi người nhá. Bây giờ là phải lập đá con cua, con này xong cố. Đây là hay có cái loại cua bé kìa, ăn rất là ngon. Cái cua kia ăn rất là ngon nhé mọi người nhé. Về hai bố con mình hãy đập đá cái khu này lên trên kia xem có thấy nhé mọi người nhé. Đập đá lên tìm con cua khu này. Đây là những cái chỗ có mảnh nước như là hay có cái loại cua kiểu là cua đỏ như thế mọi người nhá, vàng vàng lượng đỏ như thế, lượng đỏ bé bé kìa, ăn rất là ngon luôn. Tôi làm cái kinh đáng cua mẹ ổn lắm. Có cái hàng, cái hàng gì thì rồi nó vẫn ở có cái đạn trong kia à, chọc ra đi đâu hơn một chút, không có nữa, cái này nó có nó ra rồi, u hàng thứ hai, nó lật được rồi, lật được xuống rồi, cái cậy được ra đâu, cái cậy được đâu, ấy, cái đường này, nhưng mà được có không, kẹp một cái nhé, wait, ui, đừng mà coi mọi người ơi. Đây, có một con này mọi người nè. Đây, được một con nữa mọi người nè. Cái khu này vẫn có cua ấy nhỉ. Cái lợp đá đi nhá. Cái lợp đá ở cái đấy chắc cố đấy. Thấy con nào nữa không? Không. Cái lượt đá này. Chắc có đấy nhỉ? Có đấy. Chỗ này là vừa bắt được một con cua với lại hay bố con mình lại vừa được một quả hoa chuối nữa mọi người ạ. Chỗ này chắc có đấy, cua ấy. Có đấy. Nó vẫn đang ở trong cái hang kia nhưng mà vùng cái cạnh đá ra là nó chạy ra luôn mọi người nhé. Cua bé ăn rất là ngon. Trên kia có một cái hàng nữa đây. Cái hàng ở đây. Cái hàng ở đây. Để nó có khói ra. Hay là mình chạy lên đi sang một cái đoạn trên này thôi này. Bắt cua mọi người, mẹ chặt hột chuối, chú này mình bắt được à, cho để cứ để đây, lên trên này đi, để đấy đi, lên trên này xong rồi tìm cua ở những cái chỗ hang đá ở trong kia sao, đấy. Mấy cái lần đá dần dần như thế không?
Không sao đâu. Đấy, bây giờ là bắt đầu đập đá thế này nha mọi người nhé. Xong là tìm con cua. Chỗ này không phải là suối nha mọi người nhé. Bởi vì cái chỗ này nó có mảnh nước. Nó hay có cua lắm. Cua này ăn rất là ngon mọi người. Hăng con cua nha mọi người nhé. Chỗ này thì suối rồi các mọi người nhé. Cái gì hàng nó sao đấy? Mở ra cái gì vậy? Cái này cái này cái này cái này ui cái này chắc chắn cố rồi, cái hang này ở cái này thì chắc chắn cố rồi, có cái này đảm bảo cố luôn, kiểu như thế kiểu rồi cố luôn. Cái này thì chọn cái chỗ này không? Nó ở trên này đấy. Đây đấy, đây đấy. Nó ở đây đấy. Nó ra rồi đấy. Nó ở đây đấy. Nó ở đây đấy. Vừa nhìn thấy nó ở đây đấy. Nó ở đây, nó ở đây đấy. Nó ở đây đấy. Nó ở trong này à. Nhìn thấy rồi. Nó ở đây đấy. Đây đây đây, nó ở đây này. Đồ lắm. Mình cũng to phết đấy. Ui to lắm. Có khi ra đấy. Ui khi ra trong kia. Khi lên à. Ui da. Ui to đấy nhỉ. To lắm. Ui con này. Có một con nhé mọi người nhá. To lắm con này. Bắt buôn. Buôn ra đi. Ui. 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 Chưa có đây mọi người ơi. Bắt. Ồ lắm nhỉ. Đây mọi người ơi. Chưa một con này đây này. Tốt thật đấy. Ú sướng rồi. Ôi rất là sâu nhưng mà lại tiếp. Cũng cuối cùng cũng bắt được một con. Các bạn ở cái chỗ này bắt được hai con nhỉ. Chứ mà có mảnh nước thì nó mới có cua nhiều mọi người nhé. Nó cũng có hang thì nó cũng có. Để xem cái chỗ nào có hang thì đào cái đấy thôi. Có hang thì đào thì nhanh rồi. Thế bây giờ là hai bố con mình là lại tiếp tục xuống cái đoạn dưới này đi. Thì ui. Bắt được một con. Gọi là cái khu này bắt được hai con đấy mọi người nhá. Bắt được hai con.
Cho nó uống.